Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Hôm nay, công ty Bình Minh xin gửi tới bà con clip hướng dẫn sử dụng máy ép cảm biến trục đứng S150. Bước 1, chuẩn bị và lắp đặt máy vào vị trí cần làm việc, sao cho đảm bảo an toàn thuận tiện nhất trong quá trình sản xuất. Dùng cờ lê 13, 19 để tùy chỉnh máy, chuẩn bị hỗn hợp cám có độ ẩm 20%. Bước 2, cách điều chỉnh ốc củ lăn, hai con ốc dài ở hai bên, nới lỏng hai con ốc hãm. Dùng cơ lê 19 tháo lỏng con ốc dài sao cho có thể dùng tay để vặn được. Dùng tay siết chặt hai con ốc chỉnh củ lăn xuống. Bước 3, cho hỗn hợp cám vào máy. Cho hỗn hợp cám vào máy sao cho chỉ ngập ngang trục quả lô ép. Cắm điện để máy vận hành. Bước 4, cách vận hành khi máy đang chạy. Nhìn được cửa ra cám, nếu thấy bột cám hoặc cám ra chậm hoặc chưa ra cám thì dùng cơ lê 19 siết ốc củ lăn hai bên xuống từ từ và thật đều ở hai bên. Đến khi thấy cám ra viên thì giữ nguyên. Không chỉnh hai con ốc củ lăn quá chặt, nó có thể làm đứng máy, làm hỏng mặt sàng và củ lô. Trước cửa ra cám là phần dao cắt cám, dùng cờ lê 13 nới con ốc ra. Hạ dao cắt cám thì viên cám dài, nâng dao cắt cám thì viên cám ngắn. Lưu ý, nếu thấy motor không thể chạy được hoặc có hiện tượng nóng thì phải ngắt điện để đảm bảo an toàn. Đây là những hướng dẫn đối với máy mới. Khi mà sàng chưa trơn nên cần phải làm từ từ và phải làm ít nhất 100 cân cám thì sàng mới trơn. Khi đó máy sẽ chạy ổn định và dễ dàng vận hành máy. Khi sử dụng máy, bà con không bao giờ được để hết nguyên liệu trong máy mà lúc nào quả lô và mặt sàng cũng phải có một lớp lót để tránh không cọ sát vào nhau. Ở lớp lót cuối cùng, bà con có thể cho rau, cỏ voi hoặc chấu ngâm nước để chạy cho nguyên liệu ra hết, làm lớp đệm cho máy, giúp cho sàng không bị tắc cho những lần ép sau. Trên đây là những hướng dẫn về việc sử dụng máy ép cảm biến trục đứng S150. Mọi thắc mắc của bà con xin liên hệ theo số hotline 0946 249955 0911 754422 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn.